Kính thưa quý vị, mùa hè đỏ lửa 1972, tiểu đoàn 11 nhảy dù đã đánh một trận khốc liệt nhưng cũng lẫy lừng nhất trong quân sự Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, đơn vị thiện chiến mệnh danh là Song Kiếm Chấn Hải này đã bị tiêu tán mất hơn 4 đại đội, cùng để lại ở Charlie, người anh cả của tiểu đoàn. Ngưỡng mộ trước sự hy sinh cao cả nói trên, đồng thời cảm nhận từ bút ký Mùa Hè Đỏ Lửa của nhà văn Phan Nhật Nam, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã dựng nên chân dung bi tráng và hùng vĩ của các chiến binh cùng đại tá Nguyễn Đình Bảo qua nhạc phẩm Người Ở Lại Charlie. Theo tài liệu sử lược của quân đội Hoa Kỳ, những địa danh được nhắc đến trong nhạc phẩm Người Ở Lại Charlie như Tumorong, Đắc Tô thuộc tỉnh Kon Tum sẽ luôn gắn liền với Operation Hawthorne vào năm 66. Đây là một trong những trận chiến được ghi nhận là tàn khốc nhất của chiến tranh Việt Nam. Nhưng phải đợi đến năm 72, nhạc phẩm Người Ở Lại Charlie mới được cho ra đời để tưởng niệm cố đại tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù, người đã hy sinh trong trận chiến ở vùng đồi Charlie gần Tân Cảnh vào mùa hè đỏ lửa của năm 72. Đây là một căn cứ hỏa lực nhỏ của Mỹ để lại và cũng là nơi tử trận của trên 400 người lính nhảy dù trong một cuộc chiến được cho là khốc liệt nhất của quân đội Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ. Theo lời kể lại của một số nhân chứng đã từng tham gia trận chiến này, cố đại tá Nguyễn Đình Bảo đã tử trận khi nơi ông chỉ huy liên tục bị pháo kích gần 2 tuần và cuối cùng, vì phải rút lui, xác ông đã phải để vĩnh viễn nằm lại nơi này, không một nấm mồ. Thường thường thì anh em chúng tôi ở trên đỉnh Sạc Ly, khi mà chiến trận đã tàn hoặc là những cuộc hành quân chung quanh căn cứ đã xong, mà những ngày mà chưa bị địch tấn công tới tấp, thì buổi chiều chúng tôi hay ngồi ở trên giao thông hào, ngồi bên giao thông hào. Và cố đại tá Nguyễn Đình Bảo mà chúng tôi vẫn thân thương kêu là anh Năm, anh hay mặc một cái bộ đồ hoa dù huyết đỏ, rồi anh nói là anh thích cái màu đó là vì anh nhìn thấy ánh hoàng hôn ở trên Sạc Ly mỗi khi xuống thì đổi cả rừng, cây lá, cỏ cây, rừng chiều đều thay áo hết. Thế thành ra giống như là cái bộ quần áo mà anh đang mặc, thấy rất thích. Thế nhưng mà tụi tôi thì lại nói là nhưng mà quần áo mà thay đổi màu thì chiều cũng đã sắp tàn. Thế anh bảo thì rồi chúng ta cũng sẽ tàn thôi. Thế thành cái câu nói đó là chúng tôi không có thích lắm. Thế nhưng mà đâu có ngờ là cái câu nói đó chính là cái câu ngày hôm sau anh vĩnh viễn ra đi khi hầm anh trúng pháo. Và cái bộ đồ đó cũng là cái bộ đồ gói thân xác của anh. Kính thưa quý vị, nhà văn Phan Nhật Nam tốt nghiệp khóa 18 trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt. Với 14 năm lính cộng với những bút ký chiến tranh, thành tích này đã được Cộng sản Việt Nam đánh đổi bằng 14 năm tù cải tạo. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị tác giả Dấu Binh Lửa, Dựa Lưng Nối Chết và Mùa Hè Đỏ Lửa cùng nhiều tác phẩm lừng danh khác, cựu đại úy nhảy dù, nhà văn Phan Nhật Nam. Xin chào anh Phan Nhật Nam. Dạ. Kính chào anh Đông Lộc, kính chào quý khán thính giả. Dạ thưa anh Phan Nhật Nam, là một người tạo ra không ít những cái chất xúc tác cũng như là cảm xúc để nhạc sĩ Trần Thiện Thanh hoàn thành một nhạc phẩm có thể gọi là một nhạc phẩm để đời Người Ở Lại Charlie. Như vậy thì khi nghe lại những ca khúc này thì cảm tưởng của anh ra sao thưa anh? Thưa quý thính giả, thưa bạn Nam Lộc, trong giây phút vừa qua tôi không phải sống với âm nhạc nhưng sống cái chết, sống với mỗi người lính. Cái cảnh tượng này 36 năm trước tôi với Nhật Trường đã làm một lần trong cái CD 11 Chiến Tranh Hòa Bình. Bây giờ người bạn không còn nữa, nhưng tiếng lời còn nguyên, nỗi đau còn nguyên, chiến tranh còn nguyên. Và đúng, anh không chết đâu anh. Nhưng qua tiếng hát, qua tiếng nhạc, đại úy Vũ Mạnh Hùng, tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến, người tử trận ở cầu Bình Lợi năm 1968 cũng sống lại. Đại úy Nguyễn Văn Đương, tiểu đoàn 3 pháo binh, chết năm 1971 ở Hạ Lào, cũng còn nguyên với chúng ta. Và cuối cùng, người anh cả của chúng tôi, cố đại tá Nguyễn Đình Bảo, khóa 14 Đà Lạt, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù,
chết ở cao điểm Charlie. Charlie ở đâu? Thưa, chỉ là một cao độ được đặt tên Alpha, Beta, Charlie, Delta ở bên cạnh sông Poker, con đường từ Kon Tum lên Đắc Tô. 12 tháng 4 năm 1972 hôm nay hiện diện quý vị và chúng tôi. Cho nên hôm nay cái chủ đề anh không chết đâu anh. Chúng tôi không nghĩ rằng đây là một cuộc sinh hoạt bình thường, âm nhạc giải trí, nhưng đây là một cái hoài niệm và một cảm tạ. Cảm tạ ai? Cảm tạ người đã dựng nên những cái khúc hát vĩ đại, đã làm sống lại, không phải sống lại một mình Nhật Trược, Trần Thiện Thanh, nhưng qua tiếng nhạc, qua lời hát, qua hình ảnh của người lính, người ta mới biết rằng à, hóa ra trong những ngày chúng ta bình yên ở Sài Gòn đã có người lính, những người lính chết ở Khe Sanh, chết ở Lao Bảo, chết ở Kon Tum, chết ở Đắc Tô, chết ở những địa danh không hề ai biết. Trong những giây phút ngắn ngủi này, đúng như chủ đề anh không chết đâu anh. Vâng, Nhật Trường, Trần Thiện Thanh không chết. Cuộc chiến đấu của miền Nam không chết, bởi vì đây là cuộc chiến đấu của chính nghĩa. Tuy rằng mỗi quý vị không nói ra lời, những sự hiện diện của quý vị ở đây đã có một ý nghĩa. Khi quý vị bước xuống chiếc tàu để ra khơi, một chiếc tắc rán để đi tìm một điều, hoặc là sống hoặc là chết trong tự do, mà đêm hôm nay quả tình là một lần để hoài niệm cái người bạn của chúng ta sống mãi với âm nhạc, với tiếng lời, với mỗi người lính, với mỗi thân phận của người miền Nam nước Việt. Xin cảm ơn một lần quý vị đã lắng nghe. Một lần nữa xin cảm ơn anh Phan Nhật Nam và kính chúc quý vị. Bây giờ chúng ta hãy nghe lại nhạc phẩm Để Đời Người Ở Lại Charlie qua phần trình bày của Lâm Nhật Tiến và Lâm Thúy Vân.